Chào các bạn, hôm nay tôi quay cái video clip này về cách sơ chế con bột củi. Đây là con bột củi còn sống nguyên, tôi nhập về. Nhưng mà không thể để con này lâu được, để lâu nó sẽ chết. Tôi sẽ sơ chế da nó lên và cất đi. Đấy, hôm nay là ngày 13 tháng 11, tôi có số báo là ngày 10 tháng 11 2016. Đây còn rất mới, đây là báo đời sống gia đình số 45. Đấy, hình này cô gái rất xinh. Các bạn uống còn một củ này thì sẽ đi cùng cô gái, sẽ làm cho cô gái này vui vẻ hạnh phúc. Đây đây là con một củ, và đây là số báo của ngày 10 tháng 11 2016. Hôm nay là 13 tháng 11 2016, chủ nhật. Con bột củi này muốn sơ chế lên thì rất dễ. Đầu tiên các bạn là mua nó về, xong là bạn rửa sạch nước. Đây là con bột củi này tôi cũng vừa rửa qua nước nên mình sẽ cứ rửa lại cho nó như thế. Các bạn cứ cho vào ngoài nước, các bạn xả nước và rửa qua. Bạn rửa qua nước rồi để ráo nước. Để nước rồi tí các bạn cho vào chảo, các bạn rang. Đây tôi cũng chuẩn bị chảo rang. Đây còn một củi trước khi rang. Bây giờ thì chúng ta sẽ bật bếp. Sau khi đặt con một củi vào thì các bạn phải chớ để đặt một củi vào nhớ phải đậy hung nha. Bật bếp này, ở đây có một dòng nữa là đậy cung, không sẽ nảy rất là mạnh. Đây, các bạn nghe âm thanh khi rang một củi với tiếng nảy rất là mạnh. Đấy, nhớ các bạn nhớ là đậy vùng. Đây là vùng sống. Bỏ không lạnh ra ngoài. Đảo nó con bột củi này rất tốt cho những người yếu sinh lý, xuất tinh sớm, quan hệ nhanh. Này có hai cách, một là có thể rang lên xong sao vàng, rang sao vàng hạ thổ ngâm rượu, có thể là dùng con này chén luôn được, ăn trực tiếp, hoặc là nghiền nó thành bột. Mà thường nhiều khi là dùng ngâm rượu. Ngâm rượu con này thì một ngày khoảng uống khoảng độ từ 2 đến 4 chén. Con này rất tốt cho những người đau lưng, đau khớp, chân tay tê mỏi, di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, tinh trùng yếu. Đây là những người con bột củi. Sau khi rang như thế này thì các bạn sẽ kiểm tra, rang tầm 5 phút là được. Từ 2 phút ở đây là bắt đầu có mùi thơm. Chúng tôi mua hàng về còn sống nguyên, nó qua sơ chế rửa sạch sẽ thì bắt đầu là sẽ rang và bảo quản. Quý khách nào mà có nhu cầu mua thì tôi sẽ gửi trực tiếp những con này đến tận nhà, còn nếu mà không thì tôi sẽ bỏ cho ngâm rượu để làm bình rượu
này rất là tốt cho sức khỏe. Đây là toàn bộ quá trình rang con bột cuối. Sau khi rang xong thơm rồi các bạn là sao vàng hạ thổ. Sau đó là cho vào lọ cất kỹ. Con bột củi nói thêm bạn là nó rất là bé, nhiều bạn này nó hỏi là đạt tới 10 con, 20 con thì chắc các bạn người làm cảnh, nhưng mà rang lên tối thiểu một lần ngâm rượu các bạn phải ngâm phải 100 con. Bột củi thì không vui được nên giá nó rất là cũng không được rẻ, nhưng mà chắc được mấy một lấy. Thế là sau khi con bột củi rang xong thì nó sẽ có cái độ mở, thường thường nó mở cái theo một chút đấy, và ngửi nó sẽ có mùi thơm, các bạn ngửi sẽ có mùi thơm, các bạn đừng rau cần kỹ quá không cháy. Rang xong thì các bạn hạ thổ, các bạn cho cái đĩa nếu mà cái lốc làm được cái đất một lúc thôi nguội đấy, đấy chính là cái phương pháp gọi là sao vàng hạ thổ. Đấy, sau này thì các bạn sau khi sao vàng hạ thổ xong thì bắt đầu là các bạn có thể dùng rượu, con gỗ ăn rượu đấy, rồi dùng bình các bạn ngâm. Cứ 100 con thì các bạn ngâm với 1 lít rượu, 1000 con thì 10 lít, ngâm trên 100 ngày các bạn dùng. Có thể các bạn nghiền nhỏ những con này ra rã ra tí mà, đúng không ạ? Thế là toàn bộ quá trình sơ chế con bột củi. Chào các bạn nhé.